công ty Lone Factory BT Collagen bào chế và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang lonefactory.com để biết thêm chi tiết. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. You could meet a spy and find romance. You could even win the tour to France. Very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos dias, rayito del sol. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay trên hệ thống Viettv Radio. Và thưa quý vị, chúng tôi gồm có chú Phạm Cơ, Quỳnh Trang, Tường Minh. Chào Quỳnh Trang, chào chú Cơ. Vâng, Bùi Bàng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh, chú Quán, với chào cô Quỳnh Trang, người tiếp viên xinh đẹp. Dạ, của... cảm ơn chú. Cà phê. Dạ, Quỳnh Trang kính chào tất cả quý vị thính giả của Cà phê sáng. Chị Tường Minh biết không, hồi cuối tuần Quỳnh Trang đi ra Vinashop, cái có một cái cô chú... nhìn ông Quỳnh Trang, cà phê sáng, nhắc tới cà phê sáng không có nhớ tên nhỉ? Cà phê sáng nha. Xong rồi cái đó là chú nói, xong rồi cái cô mới nói, sao lên TV thấy bự lắm mà, thấy cao lắm mà. Trời ơi, đau lòng dễ sợ. Cái lúc đó là Quỳnh Trang đang loay hoay, Quỳnh Trang trả tiền rồi, Quỳnh chỉ quay qua cười nói với cô là dạ thật sự nó ngoài nó có nhiêu đây à cô, chứ nó không có bự như trên hình đâu cô. Ôi sao ngộ ha, mình gặp hả cầu hầu như là 10 người ở ngoài, đều 10 người đều nói chứ. Em nói với cái anh kỹ thuật á, ảnh có dìm hàng em không? Mà sao ở trong tivi em bự quá mà ở ngoài em đâu có bự giống vậy đâu. Anh ấy ơi, trả lời coi có phải là anh ghét tụi em không? Anh làm cho em to ra trên tivi không? To gấp 10 lần đó chị ạ. Không, tôi thích cái chữ gọi là dìm hàng. Hay. Nhiều người còn nói chứ em phải nói cái anh quay phim á, anh làm sao chứ sao mà sao ở ngoài em có nhỏ xíu mà sao ở trong thấy em mập lắm đấy, em bự lắm. Bởi vậy nỗi niềm của chị em mình đó chị ha. Nói chứ lúc nào cũng phải giảm cân nữa để cho lên hình nhìn nó ốm ốm một xíu. Cái đó cũng bình thường thôi Quỳnh Trang ơi. Quỳnh Trang thì có thể giảm cân được, chứ như là Tường Minh thì mà nếu giảm cân nữa thì là cũng lại bị la. Nhìn hốc hác quá, có một thính giả tại lại chị Tường Minh hay lên, ngày nào chị Tường Minh cũng lên hết, nên thành ra là nhiều khi chị Tường Minh ốm quá là quý thính giả lo rồi chị Tường Minh bệnh nên mới nói chị Tường Minh hốc hác. Còn Quỳnh Trang là TV không thấy đâu, nhưng mà ở ngoài á nó có một cái cô hôm bữa gặp ở Việt Festival đó. Yeah. Hôm bữa thứ bảy cô nói chứ bây giờ mình cái mình cũng có tuổi rồi. Đừng có ốm quá, mặt đẹp mặt căng là được rồi, còn hả thôi bập bập có dây có thịt chút đi, chứ mà muốn cho gầy cho ốm mặc áo dài cho đẹp á thì cái mặt nó bị xương bị hốc. Bây giờ Quỳnh Trang nghĩ sao đây, bây giờ mặt đẹp hay là dáng đẹp? Giờ cả hai đi chị, không mà tại vì thường thường Quỳnh Trang thấy mà hốc hốc một xíu cái mặt tự động nó thành vi lai, nó đẹp đẹp nó như vậy nè chị, thì lên hình nó mới vừa chứ. Bây giờ mình vừa có cái mình lên đời của mình là mình chỉ có một người tình, là khi mình chưa có lập gia đình, khi lập gia đình vợ chồng rồi chỉ có một ông chồng thôi, thì đâu cần gì đẹp với xấu với tất cả những cái người lân cận. Không có, mình đẹp cho mình chứ không phải là đẹp cho người lân cận chứ. Với lại là làm truyền hình nữa chú, giờ người ta là bà chủ, người ta phải tiếp khách không, nhiều không mà phải, chú. Không phải. Người ta phải đẹp. Không phải là phải đẹp hay là không phải đẹp, nhưng mà cái chuyện là dư luận mình đi ra gặp người ngoài giống như Quỳnh Trang đó thì bàn tán như vậy. Giờ bây giờ Quỳnh Trang á là chú Cơ nè, chú Cơ là đàn ông. Thì chú Cơ nghĩ phụ nữ là nên mảnh mai hay là nên có da có thịt Không, cái gì cũng vậy. Cái thái độ mà từ xưa tới giờ người ta vẫn kêu là trung dung. Mảnh mai quá cũng không được, mà mập mạp quá cũng không nên. Nghĩa là làm sao vừa thì thôi, vừa coi thì thôi, quá rộng người cười, quá đẹp quá xấu người chế, để có gì đâu. Thành ra vậy em thôi. Nhớ là có mấy cái anh trong công ty mình, trong đài mình đó chị, hay nói là Trang cứ vậy đi Trang, nhìn múp múp cứ phải chính múp xác là dành từ múp múp nha chị, múp múp. Nhiều anh thì có nói là phụ nữ thì phải múp múp một chút thì nhìn nó mới sexy, nhưng mà đa số phụ nữ
là ai cũng lúc nào cũng nghĩ mình mập hết á. Dạ, không rồi. Bao giờ mà vừa lòng với cái số cân nặng của mình hết á. Lúc nào cũng phải em phải đai ép, chắc nhất là phải giảm cái cân để ở nhà. Giảm cân rồi con nữa. Là trong giai đoạn giảm cân là cứ mỗi tiếng. Đó, oh, bây giờ mình muốn hỏi một câu này thế này nha. Tại vì ở nhà mình có cân, mình 2 cân xong nó máu hết pin quá. Cái cân ở nhà ông Quỳnh Trang có máu hết pin dạ, không? Máu hết pin lè lắm nghe. Một là... tháng mà nếu mình cân ngày nào mình cũng cân là hết pin á. Dạ. Vậy là nhà chú có người cân thường xuyên lắm. Cái người đó là tôi mới đau nha. Ủa vậy chú? Yeah. Ồ, vậy là chú kiểm soát cân nặng cũng dữ lắm. Tại vì bây giờ gần tới cái vực thẳm của tử thần rồi. Bây giờ chỉ còn vài bước nữa là xuống hố tử thần. Thành ra cũng lo ghê lắm chứ không phải không đâu. Dạ. Nói chứ thật ra thí dụ như mình thấy ở trên màn hình đi, những ca sĩ đó ở ngoài hình thấy họ gầy lắm, họ rất là gầy, xương kiểu như là rất là mảnh mai đi, mình hạt xương mai, thành ra lên coi thì nó mới vừa phải không? Dạ đúng rồi, nó mới vừa. Nhưng mà nếu mà mình hạt xương mai mà như vậy đó, mình ra ngoài á, người ta gặp mình đau quở ghê lắm. Tốt nhất là nên ở nhà nhưng chị đừng mến khỏi ra ngoài nha, chỉ lên hình thôi nha. Bây giờ muốn thực tế đẹp hay là muốn hình ảnh đẹp? Giờ muốn cả hai. Sao được? Sao cho được trời người mà. Nhất da nhì dáng hay là nhất dáng nhì da? Em tham lắm, em muốn cả hai. Mình cũng có câu đó. Có một anh bác sĩ thẩm mỹ thì anh hỏi Tường Minh, vậy thì em chọn đi. Nhất da nhì da. Ồ không phải. Muốn cái mặt đẹp hay là muốn cái dáng đẹp? Chị Minh muốn cái nào đẹp? Mình muốn cả hai. Thì em cũng muốn cả hai. Nhưng mà nói vậy thì chỉ có đi bác sĩ thẩm mỹ thôi. Thôi thì muốn cả hai cô đi vào chương trình ngày hôm nay. Nãy giờ chú nôn lắm rồi. Chú cơ lái hay thiệt á. Cảm ơn chú cơ cứu tụi con. Rồi bây giờ Quỳnh Trang nè. Dạ. Thể theo lời của chú cơ thì hôm nay Quỳnh Trang muốn nói gì? Dạ Quỳnh Trang hôm nay có một cái đề tài mà người bạn của Quỳnh Trang đang trong cái tình trạng này luôn. Đó là cô bạn này có một người chồng rất là mê game, rất là nghiện game, xong sau đó là cách dạy, cái giải pháp của cô đó để trị người chồng nghiện game đó, đó là cô đó cũng chơi game luôn. Thế là hai vợ chồng cùng chơi game, xong giờ nhà banh luôn rồi. Banh là sao? Là ly dị luôn rồi. Là chỉ vì chuyện chơi game thôi là ly dị rồi. Thì Quỳnh Trang đã có hỏi, ủa một khi mà mình đã nghiện rồi mình không có giải pháp nào để cho mình giải quyết cái vấn đề đó hả ta? Hay là rốt cuộc là cứ phải đi đến cái hồi kết là ly dị? Tại vì mới đầu á, thì Quỳnh Trang cũng đồng ý với cái việc là ok, chồng mình chơi game thì mình chơi luôn, để giống như dạng như... Dĩ độc kỳ độc hả? Dạ, lấy nhưng độc mà độc quá độc. Thì giống như là tự tử luôn. Dạ đúng rồi. Nên thành ra là không biết là chị hoặc là chú hoặc là quý vị thính giả có cái biện pháp nào trong trường hợp này. Thí dụ mình không nghiện game thì mình nghiện rượu hoặc là nghiện thuốc hoặc là đừng nghiện gái là được rồi. Nghiện cái gì cũng chết hết đó chứ. Dạ, nhưng mà con nghĩ gái nghiện phụ nữ khác cũng mệt nữa, mệt hơn á, là vô lối thoát rồi. Vì nếu mà có tình nhân hay là có gái đó thì mấy cái đó, nó cái người đó hầu như quyền lực hơn là game hay là rượu nhiều. Thành ra cái đó nó nguy hiểm hơn thôi, nhưng mà thực sự ra ghiền cái nào nó cũng chết hết á. Dạ. Cái điều quan trọng nhất là mình phải biết nguyên nhân tại sao ghiền. Bởi vì ở nhà không có thú gì vui. Thì người chồng họ mới là nghiện chơi game, là nghiện này nghiện kia. Ví dụ bây giờ con không có, chưa có con chẳng hạn, thì họ ông này ông chỉ có một cái chuyện ở nhà, vợ ít nói chuyện, về thì không có bàn cái chuyện gì, hoặc là mình không tạo được cái nguồn vui cho người chồng. Thì bởi vậy người chồng họ xa vào cái game rồi hồi một dần hồi họ không nghĩ. Chứ còn nếu mình trì người chồng bằng cách là mình cũng chơi game như người chồng thì cái đó sai. Bởi vì mình không phải là cái người chơi game, mà mình muốn chơi game thì không thể nào mà trì được ông chồng chơi game được. Cái chuyện đó là mình không thể nào xá chân vào, mình càng ngã ngập và nó càng lối thối hơn nữa. Nghĩa là cái gì cũng vậy, cái gì cũng có nguyên nhân. Tại sao ông chồng mình không chơi game mà ông không có ở nhà với mình, hay là ông không để ý tới gia đình? Thì cái đó mình phải tìm cho ra cái nguyên nhân là mới được phải để ý. Còn nếu không thì mình nhờ những người khác quen thân với gia đình tìm hiểu tại sao, biết rằng ông chơi game, ví dụ như vậy, thì hy vọng rằng có thể chặn được. Chứ còn mình cũng chơi game nữa thì không hẳn là giải pháp đó. Tôi thấy không có thể nào mà chữa được cái căn bệnh chơi game của mấy ông. Dạ, thật sự thì cái câu chuyện của bạn con á, là cái anh này mới đầu anh cũng không có chơi đâu. Sau đó là anh chơi xong cô bạn của con cũng mới ngồi xuống nói chuyện. Thì cả hai cũng thời gian cũng giải hòa dư ý, thì cũng bình thường lại. Rồi không biết sao, một hồi lần thứ hai là anh quay lại, anh quá nghiện luôn.
thì là cô này chơi xong thành ra cô này lại nghiện hơn là anh này nữa. Rồi sau đó là bây giờ hai người ly dị thì cái một cái câu câu chốt của ảnh khi mà ảnh nói với lại mẹ vợ của mình là con sai rồi, bây giờ con không biết là làm cách nào để con kéo vợ con về nữa, bây giờ là chính cái game nó phá hủy gia đình của con mà con không ngờ, và cũng chính con là cái người phá gia đình chính của chính con luôn, mà giờ không biết cách nào để mà kéo vãn lại được, tại vì bây giờ vợ là mê game, là vợ ly dị là ly dị không có quay lại được nữa. Dạ. Nhưng mà cái chú Cơ nãy giải thích nghe có lý đó. Dạ cũng có lý. Dạ. Có lý là mình giờ tới giờ mình nghe chú Cơ giải thích mình mới hiểu tại sao mình nghiện shopping. Tại sao chị? Thì đó chú nói thì không có gì vui hết, thì đi shopping cho nó vui. Tại vì thiếu chuyện vui ở nhà phải không? Nó mới phải đi ra ngoài đường phải không? Nói đùa thôi nha. Tức là ở nhà thứ bảy không có gì vui. Dạ, vui đó cũng có gì vui. Dạ, thì dù gì cái clip này tiếng nó cũng lên YouTube nè chú. Thì có gì chú đưa link cho anh Hoàng giùm con nha chú. Dạ. Bình thường thôi. Dạ, mỗi người có niềm vui riêng thì người khác có niềm vui thì mình cũng phải đi tìm niềm vui. Thành ra mình giờ mình mới hiểu. Đó giờ không hiểu tại sao mình thích đi shopping dữ vậy. Vậy là anh Hoàng ơi. Phải kiểm tra lại anh Hoàng ơi. Hoàng tộc đâu đây mà cứ kêu hoài, chả biết ai là ông Hoàng. Chuyện tộc cũng hơi sờ đó, chứ không phải nói đùa đâu. Không có đâu chú ơi. Bây giờ cuối tuần sắp súng đi săn rồi, mình ở nhà mình làm cái gì, mình đi shopping thôi. Tức là em cũng nhắn với chồng là đừng có đi săn nữa, săn thôi. Nhất là nếu mà săn thì phải săn thực những con thú bốn chân. Không nên săn thú hai chân coi như nguy hiểm lắm. Đi săn mà thứ bảy chủ nhật mà đi mà xong mày chiều chủ nhật về mà không có con gì là coi như là đặt chỗ hỏi đúng không? Tại vì đi săn là phải có ở qua đêm đó. Đi săn mà không đem xác về. Mà chỉ đem cái hồn về thôi là chết rồi. Dạ vâng, đề tài của Quỳnh Trang thì nó hơi khó mà nó rất là thực tế trong xã hội ngày hôm nay. Tụi mình có rất là nhiều những bạn bè có chồng mê game. Thật sự là ở Mỹ có lẽ giống như là chú Cơ nói hay sao đó, không có gì vui hay sao đó. Đi làm về rồi nhà cửa vợ lo hết. Thành thử ra có những người coi như là mê game, hay là họ mê từ hồi thanh niên chưa có lập gia đình. Đến khi lập gia đình rồi thì họ cũng bỏ được. Tường Minh nhớ là chú Phạm Cơ kỳ trước cũng có tư vấn cho một số những case có chồng mê game đúng không? Không có đâu, tôi nói hồi nào. Hồi xưa. Dạ, mình thấy có nhiều lắm, mà thậm chí là mình có cô bạn thì hai cha con chơi game với nhau. Thì cô bạn thì cô không chơi, cô cứ kệ đó, cô cứ kệ, cứ ngồi đó là được rồi. Cô nói chứ trời ơi, về nhà ngồi trong nhà đó là vui rồi, lỡ mà đi đâu đi ra đường đi nhậu nhẹt đi này kia gái gú thì còn rầu hơn nữa, thôi cứ ngồi đó đi là cũng yên tâm rồi, có đi đâu đâu không. Nhưng mà gặp em chịu không nổi. Trời ơi, chơi game là cứ dán mắt cho cái màn hình. Chơi game không, không chịu vô phòng là còn nước chết đó. Không, còn phải ý đó. Không, tại vì dù gì là về với nhà thì cũng cần phải có sự giao tiếp với cả hai. Chứ giờ cứ một người ôm cái máy khư, người còn lại chơi gì chị? Thì đúng không? Khó chịu lắm, gặp em cũng không có ấy, không chấp nhận. Không được. Chấp nhận phải không? Có nhiều người thì nói, thôi, đó, mình có cô bạn thật sự. Là cô nói vậy đó, rồi xong rồi cái anh này ảnh chơi game, ảnh chơi game xong rồi ảnh với con ảnh chơi game luôn. Thì có mấy người bạn nói chứ mày cứ chơi game như vậy, rồi con cũng chơi game nữa, làm sao mà nó làm homework, làm sao mà nó học hành. Cha con cứ người một phòng rồi chơi chung, cũng là online chung với nhau. Cũng chơi chung một group, một room gì đó, một game đó, chơi rồi xong rồi tâm đắc lắm. Thì đi làm về thì chơi game đến nỗi mà đi làm á, ngủ gục luôn. Là ảnh hưởng tới công việc luôn. Là tại vì thức đêm chơi nhiều quá thì khi đi làm rất là mệt. Nên là ngủ gà ngủ gật luôn. Nhưng mà số anh này hên, ai lay off chứ anh không có bị. mà Quỳnh Trang cũng biết là chơi game cũng có thể kết bạn khác giới được ở trên đó. Và cũng có những cái vấn đề ngoại tình vì cái việc là người còn lại quá mê chơi game. Trang ơi Trang, bây giờ đó mình nói thiệt cái Trang á, là nếu như mà ngoại tình đó, nó có 1001 hay là 1000000 lý do, không có phải là chơi game đâu. Nhưng mà nó cũng có thể phát sinh từ cái chuyện chơi game, nghiện game đó chị. Nó có thể phát sinh khắp mọi nơi. Phải không chú Cơ? Ghê quá, em nghĩ như kiểu mà vi khuẩn mà có thể mà... Dạ,
người ta đã có cái tính đó rồi, người ta đi ra ngoài cái giờ rời mình ra, hay là kể cả là đi với vợ thôi mà vợ quay lưng lại thì anh này cũng đá lông nheo với cô khác được như thường. Không, nhưng mà thí dụ gì đâu, đi với vợ mà đá lông nheo nhầm nhau gì đâu, thì từ từ rồi chuyện với nhau số phone, thành ra cái chuyện ngoại tình thôi gác qua một bên đi. Đó là bây giờ hả, là va phải nhau cũng cũng là, có cũng bầu là liền. Cơ hội cũng là cơ hội. Tôi tưởng va nhau là có bầu liền thì chuyện nó hơi hiếm. Dạ, dạ, đứng trên đầu giường đã có bầu rồi. Em không biết gì hết nha, chú với chị nói gì vậy? Là chú khơi, chú cơ khơi màu đó. Người ta nói vậy là người ta nói mấy người nhại bầu đó. nhưng mà Quỳnh Trang thành thử ra nếu mà nói là game hay là cái gì đó dẫn tới cái chuyện mà người ta dễ ngoại tình, thì mình nghĩ là nếu mà cái người mà đã có cái tư tưởng đúng rồi, cái vấn đề là từ cái nguyên nhân là tại sao nó sinh ra mấy cái chuyện như vậy, nó từ căn bản là cái người chồng họ đã không có chung thủy rồi, thành ra cái chuyện chỗ nào mọi cũng... việc có chỉ là lợi dụng mà thôi. Con thì con nghĩ là kiểu như là nhiều khi tính người ta không như vậy, nhưng mà vì người ta dành cho cái thời gian cho người ta bên cái hiệu như game đi nhiều quá thì người ta mới bắt đầu người ta phát sinh tình cảm với một người khác, làm sao chú? Không, tại vì nếu mà mình dành cho một cái thời gian đó nhiều quá, mà tại sao mình dành cho cái tình yêu đối với vợ con mình nó ít đi, thì tại vì cái tình yêu vợ con mình nó không bằng cái tình yêu chơi game, nó thì tức là mình đã không thương. Không, thương họ thương nhau. Họ sống với nhau chứ. Khi mà đã không thương thì tự nhiên là thấy chơi game nó vui hơn. Không, còn nếu mình thương nó sao chơi mình game thương. Thương thì thương, nhưng mà chơi game nó có cái hấp dẫn của chơi game. Thương nhiều thì khi thương, nhưng mà phải là dành thì giờ mình săn sóc, hoặc là mình làm homework, hoặc là mình làm homework cho con nữa, homework cho vợ nữa, mọi thứ chẳng nó phải làm thì tự nhiên homework cho vợ chơi game bỏ bớt chứ. Không quốc cho vợ. Không quốc cho vợ là gì vậy ta? Ở đây là mình nói một cách nhẹ nhàng, phải không? Cái chuyện đó là chuyện phải làm. Chứ bây giờ, tại vì mình thấy cái chuyện kia nó cũng vui. Cái chuyện không quốc cho con nó khó quá. Cho vợ mình cũng không vui. Thì bây giờ mình thấy chơi game nó vui hơn. Khi mà người ta thấy chơi game vui hơn thì người ta có người là nhân chi sơ tỉnh bạn thiện. Người ta thích làm cái gì mà người ta ưa. Nếu mà người ta ưa chơi game thay vì ở nhà với vợ, thì cái chuyện đó là người vợ có vấn đề. Không có, vợ không có vấn đề, thật sự sao vợ không có vấn đề. Tại không, đó. Chắc cũng tùy. Không, không có vấn đề, tụi mình phản đối chú cơ cái điều này. Họ vẫn với vợ với con bao nhiêu năm nay, nhưng mà game thì vẫn là game. Đó chứ là không người phải vợ là... nói như vậy thôi, không, người game nó có nói. Mình thấy họ vẫn gắn bó với nhau, vợ chồng họ cũng cả mấy chục năm nay rồi vẫn như vậy, nhưng mà ông chồng là ông cứ game. Thành thử ra nếu mà nói là ông chồng mà ông chơi game mà ông không thương vợ thì cái đó cũng khó. Cũng khó có thể kết luận như vậy. Đúng rồi, con nghĩ cũng khó, tại vì cũng tùy trường hợp thôi. Bây, đúng không? Dạ, cũng tùy trường hợp. Quý vị nghĩ như thế nào với đề tài Quỳnh Trang đưa ra là đối với một người partner của mình, người chồng, người vợ nghiện game, thì quý vị sẽ làm như thế nào? Nhưng mà Tường Minh thì muốn xoáy vô cái của chú Cơ một chút. Là chú Cơ nói là người chồng hay người vợ nghiện game là tại vì không có yêu cái người còn lại. Chán quá không có gì để nói hết rồi. Quý vị có đồng ý với cái đó không? Thì Tường Minh thì không đồng ý. Không đồng ý. Bây giờ mình lôi kéo thính giả nhé. Mời thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ. Mời chị. Xin mời chào các anh chị. Good morning. Một đề tài hấp dẫn. Mình cũng xin nói trước là mình không đồng ý với lời chú Cơ. Tại vì cũng có thể có trường hợp đó. Nhưng mà ở đây cái trường hợp mà dẫn đến ly dị mà cả hai vợ chồng về là một trường hợp nặng rồi. Nó đi sâu vô về thuộc về chỉ có những chuyên gia tâm lý mới là có thể giải quyết được thôi. Tại vì cái này khi mà nó đã đi tới cái trường hợp mà không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ một cái việc gì khác. Ngoài cái việc chơi game đó là nó đi sâu vô trong cái vấn đề là mental, nó đi nó nặng lắm rồi. Còn cái vấn đề trường hợp tại vì nghe nói thì nặng, nhưng mà thật sự nó có cả một cái chương trình mà nghiên cứu, có những người cần phải đi tách rời khỏi cái cuộc sống hàng ngày để mà đi cai nghiện luôn đó. Hiện tại bây giờ nó có cả một cái trung tâm nghiên cứu về mà có nguyên một cái chương trình là mà cái này là hầu như là bị teenager là nhiều nhất, con nít cũng nhiều, nhưng mà bây giờ là bắt đầu tấn công sang cái thế
cái tuổi của người lớn luôn. Dạ. Không phải là một chuyện đơn giản đâu nha. Không phải chỉ là một cái vấn đề bình thường là giống như là cảm thấy cuộc sống quá boring, hay là không yêu chồng, không yêu vợ, hay là chán nản vì thất nghiệp, hay là chán nản vì những cái personal problem riêng. Thì cũng có đó là một trong những nguyên nhân để đi đến cái nghiện. Nhưng mà một cái người bình thường mà có ý chí và có tư tưởng bình thường thì từ từ họ có thể nhận ra những cái điểm sai và họ có thể đi ra. Yeah. Nhưng mà có những con người á, có những cái nhân tố trong cái đầu não của họ khi mà họ ghiền rồi á, họ không đi ra được. Yeah. Đó là những lý do có những người thà chết chứ không bỏ vợ, vì sẽ nhậu cái chết luôn. Hay có những người là hút mà biết là bị ung thư mà vẫn hút, hay là có những người ghiền đánh bài mà biết là tán gia bại sản, vợ con không còn một cái gì để ăn vẫn có thể đi đánh bài. Đó là nó đã nặng đến cái trường hợp như vậy, là nó qua cái về cái đầu óc gì vô sâu trong não rồi. Thì nguyên nhân đầu tiên em cũng đồng ý là chứ cơ đúng, có một nguyên nhân đầu tiên để dẫn đến cái bước đầu để mà cai nghiện. Nhưng mà khi mà đã lậm vô rồi á thì đó là một vấn đề khác. Khi mà đã lậm vô đến đó mà không còn biết một cái gì khác ngoài cái chơi game, đó là nó đi lên một cái bước khác rồi. Không có thể chỉ giải thích bình thường tại vì không yêu vợ, không phải. Không yêu con, không phải. Nhưng có những người mẹ có bầu rất là yêu thương con, khi mà biết là mình vẫn cứ hút thuốc, mình vẫn uống rượu, hay là mình vẫn hút xài mấy cái drug, hay là biết như vậy, nhưng mà không phải là vì không yêu con không, nhưng mà nó lậm rồi, cắt không được. Nó đã lậm quá độ rồi. Cái đó là bắt buộc phải đi về, phải có bác sĩ trị liệu về tâm sinh lý, về thuốc men này nọ mới trị được. Chứ không phải đâu. Tại vì cái My cũng thấy nhiều lúc đầu là My cũng cãi với ông xã, và ông xã có người bạn rất thân chơi từ nhỏ đó, mà ông đã chứng kiến thằng này bao nhiêu là bị tất cả là ba, hai bỏ hai người vợ, rồi tỏ mà homeless luôn, mà không bỏ rượu đến cái nỗi mà khi mà đi ra tòa mà bị DUI nhiều quá đến nỗi ông có hai trường hợp đó. Bây giờ một quá là đi vô tù, hai là đi trung tâm cai nghiện. Mà ông xã nói anh biết nó chọn gì không, nó chọn đi vô tù. Tại vì nó nói nó vô cai nghiện rồi nó cũng hết, nó ra ngoài cũng vậy thôi, đi bắt công mà cực khổ quá, thà vô tù luôn thời gian ra. Đó, đến nỗi mà sau này bị tai biến mạch máu mỏ, đến nỗi mà nằm nhà thương một năm, chỉ có ở đây nó cứu sống họ, ở chỗ khác là chết rồi. Trong nhà thương còn nằm trên bệnh viện mà vô nursing home vẫn tìm cách để đem rượu vô uống, mà chị biết cỡ nào rồi. Cái đó là nó quá nặng rồi, chị biết không? Đã ý kiến của em. Cảm ơn chị. Kinh khủng. Cái nghiện rượu thì mình biết là có những cái nghiện nó rất là khó chữa, nhưng mà cái nghiện game á, nó cũng khó chữa giống như vậy đó. Nó khó chữa, rất là khó chữa luôn. Thành ra cái bây giờ đó, những cái cặp vợ chồng trẻ đó, đa số luôn, mình nhìn xung quanh những bạn bè mà khá trẻ của mình đó, là đa số chồng hay chơi game lắm. Dạ đúng rồi. Mà em nói thì cảm giác người vợ rất là buồn. Buồn. Mà nó giống như là một cái khối u trong cái gia đình luôn á. Vậy là mình không biết làm sao để mình cắt bỏ luôn á. Dạ. Tại vì tới giờ đi ngủ ông chồng ông cứ chơi game hoài. Thật sự cái đó là mình nói thật chứ mình không phải chốt. Dạ. Tại vì mình cũng có bạn cũng còn khá trẻ, thì cũng mới một đứa con thôi, nhưng mà Si cũng buồn lắm. Tại vì anh chồng này cũng khá trẻ, chừng hai mấy 30 tuổi, nhưng mà thức đêm thức hôm, vợ đi ngủ thì anh cứ ngồi anh chơi game hoài, thì vợ nào mà chịu nổi. Dạ, nhiều khi bước vô nhà là ngồi ôm máy chơi game, ngồi ăn cơm cũng ôm cái máy chơi game. Buồn. Dạ, vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhé. Cảm ơn góp ý của chị. Dạ, em xin nói một cái ý cuối cùng là có nhiều người đã cho rằng cái game là nó không có quan trọng lắm. Nếu mà nó có tiền cũng vậy, không có đâu nha. Bán gia bại sản, mất vợ, mất chồng, mất con. Game mất bây giờ cũng có tiền mua mấy cái... Không phải dễ đâu. Dạ, cảm ơn chị. Không có phải là nhẹ đâu. Dạ. Bất cứ cái ghiền nào cũng nguy hiểm đó. Dạ. Cảm ơn chị. Từ mình có cái ghiền ăn ớt, không biết có nguy hiểm không? Nguyễn Bồ Tử. Mời một thính giả trên đường dây. Hello. Dạ. Xin chào Cà Phê Sáng, xin chào anh chị Minh Đại. Dạ.
Dạ tại nãy mới đi xuống xe cái lên xe cái nghe vợ chửi, không biết sao cái vợ nó là chút cơ trên đài mới nói là anh chơi game quá nên phải kể ly dị vợ. Nên em gọi vô để phản bác là chú Cơ. Mời anh. Tại em nói là không phải em bình vực cho mấy người chơi game. Tại em không phải là dân ghiền game, em chơi vui thôi. Nhưng mà có thể chú Cơ, chú quan niệm sai về cái game của thời nay. Nghĩa là cái game bây giờ nó không còn là gọi là đơn thuần là cái game nữa. Mà nó là một môn thể thao điện tử rồi. Người ta đã quy nó là một môn thể thao rồi. Nhiều cái game rất là phức tạp, rất là hay, người ta thi đấu với nhau. Nên một khi nó là thể thao á thì nó không gọi là chơi đơn thuần nữa mà nó là đam mê. Và những người mà chơi game mà đam mê vô game á thì người ta sẽ không có những cái chiến thuật xấu khác. Giống như đàn ông á là sẽ có tứ đổ tường thì người ta sẽ không có những cái kia nữa, chỉ chơi game thôi. Nên không thể nói người chơi game mà phá vỡ hạnh phúc gia đình được. Không có đó anh, như câu vô câu chuyện của bạn em đó là vì chơi game phá vỡ hạnh phúc gia đình đó anh, là thật đó anh. Vì dùng nhiều thì giờ quá qua cái game đi là quên chuyện gia đình đi. Sao lãng bổn phận làm chồng. Nghe xong là yêu liền. Ngoài cái game đó ra vẫn dành cái thời gian khác để cho gia đình. Không niệm mà anh dành thời gian cho gia đình nữa mà anh dạ thì đâu sao đâu. Nhưng mà ví dụ cái này nó hơi thô chút, ví dụ đàn ông mà tứ đổ tường đi. Chơi gì một người đàn ông, người ta chơi game với một người đi chơi gái thì anh chị sẽ chọn cái nào? Em không chọn ai luôn á. Không, cái này là em nói thiệt là em không chọn ai luôn á. Không, cái này là riêng cá nhân em. Không, em không chọn ai luôn. Tôi đồng ý với anh về cái quan điểm mà chơi game. Anh nói như vậy thì anh nhận xét về là rất là đúng. Tức là cái game đó nó cũng là một cái thú vui cân não của loài người chứ không phải là đùa. Nhưng mà đều cũng giống như là sport, chơi thể thao. Nhưng mà thể thao thì nó chỉ có thứ bảy chủ nhật hoặc những buổi chiều buổi tối thôi. Còn cái game này khi nào mình muốn là mình có. Thành ra nó nguy hiểm hơn các cái loại thể thao khác. Mặc dù rằng như anh nói là anh liệt nó vào hàng ngũ thể thao, là tôi cũng đồng ý với anh là tôi thiếu sót cái chỗ đó. Tôi cũng phải thừa nhận như vậy. Sáng sớm thì lên xe cái vợ chữa chứ mà. Bởi vì anh thể thao khi nào cũng thể thao ấy. Mà thể thao với vợ lại không chịu mèn nha. Thấy không, chú Cơ làm xào xáo gia đình của người ta. Tối nay anh tập thể thao với vợ đi nha. Bây giờ đừng có thể thao với máy, để tập thể thao với vợ đi. Chơi game với vợ đi. Ok, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh nhiều lắm á. Chắc bữa nay sau chương trình này chắc có nhiều anh bị các cô khiển trách lắm. Đó, ông thấy chưa? Ông có nghe trên đài nói chưa? Nghe đó. Chú Cơ nói nghe chú Cơ nói chưa? Chú Cơ nói, ông không thương tôi đúng không? Tôi. Chết rồi. Mời một thính giả trên đường dây. Hello. Vâng, mời chị. Dạ phải em không chị? Dạ đúng. Dạ em tên là Lan đó chị. Bây giờ em cái này em thấy là chơi game á, ngoài cái chơi game ra có cái nghiện còn ác hơn nữa chị, nghiện Facebook đó chị. Trời ơi, biết không, em có người quen mở mắt ra là chưa còn biết trên, cầm cái phone trước đã lên coi Facebook lên rồi. Nghiện Facebook. Nghiện game còn đỡ, còn này nghiện Facebook. Đã, mở mắt ra bước xuống chân đó là cầm cái phone coi liền đó. Và chị biết không, đi làm về hả, chưa cần nấu ăn nấu uống, chưa cần coi cái gì, chưa cần làm cái gì, coi cái phone cái đã. Nhiều khi con cái 7-8 giờ chưa có đồ ăn ăn nữa. Mà chị biết cái Facebook nó rất là nguy hiểm, tại vì có nhiều người á, bữa nay mình nói mấy cô bên mấy người bên Việt Nam đó, rồi cứ thấy mấy người bên Việt Nam, đàn ông đàn bà cũng vậy, con gái con trai cũng vậy, thấy bên Mỹ đây cái là kết bạn rồi, để ví dụ như gặp vợ chồng người ta hòa thuận cái gì, nhiều khi vợ chồng mà đâu phải lúc nào cũng hòa thuận, cũng có lúc mà cắn đắng gây gỗ, thì cắn đắng gây gỗ cái lên Facebook coi cái lượng có thấy mấy em kết bạn cái vô, cái bắt đầu gia đình nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Bởi vì em thấy cái nghiện Facebook nó còn tai hại hơn cái nghiện game nữa chị. Dạ đúng rồi đó chị, em đi làm về mà thấy mà ngồi mà cầm cái phone mà cười á là em cho cái phone vô tủ lạnh đó. Em hâm rồi đó. Dạ mà nhiều khi trời ơi, con cái về cơm nước giống như
mình đã nấu ăn cho sẵn rồi, về chỉ có việc lấy cơm lấy đồ cho con ăn xong. Nhiều khi đi làm về mình gọi mình hỏi, ủa con cơm chưa? Nó dạ chưa. Nó ủa sao chưa ăn? Nó đâu biết ba làm gì. Hỏi ba mày làm gì? Ba mày ngồi ngoài trước đó dỗ thuốc vừa có phone thì ta chủ đời nổi không? Cho nhỏ ăn cơm nữa. Thầy. Chịu đời nổi không? Không có chịu đời nổi thiệt luôn đó. Dạ. Tường Minh, dạ lần sau mà chị thấy mà cầm cái phone vậy đó, dạ. Bỏ vô trong ngăn đá tủ lạnh đi chị. Trời đất ơi. Thôi ổng bây giờ chị có chữa cả nào cũng được đâu chị, nó ăn vô cái máu rồi. Không, nhưng mà cái Facebook đó còn đỡ, còn cái Facebook mà câu like của nó còn ghê hơn nữa. Bỏ hình vào rồi câu like à. Trời đất ơi, tôi mới có 500 người like. đó là ông chồng chị là ổng mới coi, ổng cười cười thôi á, dạ. Ổng chưa có câu like à. Chứ mà ổng chụp hình mà ổng dùng app ấy, ổng cà cái da ổng cho nó trẻ chung lên, xong ổng xong rồi tạo 6 múi nữa, chị tạo 6 múi nữa ổng bỏ lên Facebook của ổng là có vấn đề nha chị nha. Ổng mà chỉ đọc chuyện cười, ổng đọc tin tức ở trên Facebook là chuyện còn ok rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ, chứ mấy ông mà có nhiều ông chụp hình cũng trời ơi, trời bỏ lên gọi là cũng đi lừa tình lắm luôn á. Thả thính. Xin mời thính giả trên đường dây. Từ game đi qua Facebook rồi. Dạ, mời quý vị ạ. À. Alo. Dạ. À, dạ mừng cô. Mời chị. Alo, tôi muốn hỏi Phạm Cơ, cái cô bán cái vấn đề cầu kiến của Phạm Cơ chút mà. Dạ cái gì anh? Cao kiến của chú Phạm dạ, Cơ. Dạ mời anh, dạ mời anh. Bây giờ là tôi hỏi anh nha, tôi thì năm nay là 47 tuổi rồi. Dạ vâng. Và lâu không về Việt Nam giờ rồi đó, gặp cái người gọi là mối tình đầu của mình cái thời niên thiếu á. Dạ vâng. Bây giờ gặp gì họ cũng chưa có chưa có lập gia đình, bây giờ kiểu nên nói chung là ở vậy đó, mà gặp mình họ thấy cũng chắc mừng tở, mà bà xã thì cũng vui vẻ. Dạ. Yeah. Chồng bà xã cũng vui vẻ, bây giờ là bà muốn nói chuyện với mình đó, nhưng mà hỏi ý kiến anh thử là bây giờ cái hướng cô anh lớn tuổi rồi, hỏi cái câu kiến của anh có gì có hướng dẫn của cái ca này từ từ rối, nó đang rối. Từ từ chú, nghĩa là chú gặp lại người tình xưa đúng không, người đó chưa có gia đình nhưng mà hiện tại thì chú có bà xã. Rồi chú có bà xã rồi, bây giờ chú muốn gì? Dạ đó, chú muốn gì? Bà muốn nói chuyện với mình đó, mà bà kiểu đại khái là nói như hồi còn trẻ là muốn nói lại mối tình đó. Rồi bây giờ có ý kiến của Phạm Kê đó, Phạm Kê có ý kiến gì à? Chú có available đâu mà nói. Đúng rồi, available mới nói được. Chú không có available mà nói gì. Dạ. Dạ hả? Vậy hả? Trời, hôm nay mà lấy mà chú Cơ mà nói hố cái gì đó là chú đổi thừa cho chú Cơ. Trời ơi, là vì chú Cơ dặn tôi như vậy nên là tôi làm như vậy thôi. Cảm ơn chị Tường Minh nha. Chú ơi, chú nói ra chú gặp cái cô đó chú phải hát bài là ước gì em đừng có chồng và anh không là điên ai đó Quỳnh Trang. Đúng không? Còn em có tưởng là còn anh là vẫn còn ở không nhé. Thấy cổ thì vẫn còn ở không, nhưng mà anh á thì là không phải là của riêng em nữa rồi. Dạ sorry. Dạ anh chú nói là thôi bây giờ hẹn lại kiếp sau nha. Nhưng bây giờ hồi anh cứ chuyện game đó, anh tính sao? Cái đó đâu phải chơi game đâu. Chú cũng đang chơi game đó. Chú đang đúng cài rồi. Game người ta gửi game qua người ta cài anh thôi, mà anh có chịu cài hay không cài thôi. Dạ rồi, cảm ơn. Vâng, thưa anh, cảm ơn anh nhiều. Dạ, anh hỏi tôi câu đó độc lắm đó nha. Có người khác nghĩ rằng chắc lúc đầu tôi cũng có tư tưởng gì chăng. Chú ấy đang gài game. Ghê thiệt. Phải không Quỳnh Trang? Dạ. Nghe có mùi thuốc súng. Đúng rồi, nghe có mùi thuốc súng đâu đây. Khen khét. Nghe hơi khét khét. 713-931-1560. Chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Trang nói về cái vấn nạn mà ghiền game của những cái anh chồng mà tư khá trẻ, hình như là cái lớn tuổi. Hồi xưa thì mình có thấy mấy cụ, mấy chú, mấy bác ghiền cờ tướng. Dạ.
nhưng mà nó không có đến nỗi ghê gớm giống như là ghiền game phải không? Dạ. Thì ghiền cười tướng như vậy em nghĩ là cũng phải có một cái partner ngồi hẹn nhau chơi, mà em nghĩ là nó cũng lành mạnh hơn cái việc là ngồi chơi game trên phone hoặc là trên máy vi tính. Theo lành mạnh tại hơn. Vì thế này này, không có lành mạnh hơn là tại vì thế này, tại vì trên game và trên online nó có, cũng có game cờ tướng nhưng mà nó ít lắm. Yeah. Vì ít đối thủ, nó ít cái người mà kết nhau chơi game trên online. Cái game giống như cái anh bạn hồi nãy anh nói nó tức là một loại thể thao rồi. Bây giờ cái game nó làm hay lắm, đúng như ý như vậy, là một loại thể thao. Yeah. Nó rất là thể thao, nhưng mà cái thể thao thường á, thì nó chỉ có thứ bảy chủ nhật hoặc là ban đêm ngoài cái giờ này giờ khác thôi, và nó cũng hết chấm dứt lúc 10 giờ khuya hoặc là 11 giờ, 12 giờ khuya là nó hết. Còn cái game á, là vô cùng tận, và trên thế giới đó khi mình là ban đêm thì cái người chỗ hoặc là ban ngày người ta cũng kết nối với mình để chơi game, thành ra cái chơi game nó đâm ra si mê, nó rất là dễ thức đêm thức khuya, nó rất rất là dễ, là vì vậy sợ lắm. Tại vì con cũng nhớ là có đợt lúc con học đại học á, con có thử chơi cái trò xếp kim cương á, chị Thường Minh biết cái nhà em chơi khoảng một ngày thôi, bắt đầu trong đầu em là em nhắm mắt thôi là em cũng thấy hiện kim cương trong đầu em rồi. Ám ảnh luôn á chị, bởi vì em nói là mà mình bị thôi thúc mình chơi nữa để mình vượt qua những cái level khác nữa. Thì em nói là chết rồi, mình mới có chơi có một ngày mà mình đã bị ám ảnh, mình bị nghiện như vậy, em dùng từ nghiện luôn á, thì huống chi những người khác, người ta nghiện hơn mình người ta sẽ như thế nào. Bởi cái game nó chưa ăn thua những cái game lớn của mấy anh chơi bây giờ đó. Thì em mới nói cái game nó như con nít đó. Giặt rồi hả, đi tìm làm cảnh sát gì đúng không, mình không có chơi thì mình cũng không biết. Giống như cái game bây giờ có một cái game này nguy hiểm lắm, đó là game chứng khoán. Cái game chứng khoán cũng nguy hiểm lắm. Ví dụ mình chơi chứng khoán buổi sáng, mình vô mình coi thử mình ăn hay thua, mình đầu tư vào đó mình ăn hay thua, rồi trưa mình cũng coi, chiều mình cũng coi. Tôi nhớ cái ngày xưa cái thời kỳ mà chứng khoán nó mới vô là kêu .com đó. Thời đó tôi cũng chơi dữ lắm, nhưng mà sau tôi mới nghĩ lại ra đó là mình có thể bị đuổi đó, là tại vì suốt ngày mình vô sợ là mình cứ lén lén một chút, 5-10 phút là bật qua coi chứng khoán, 5-10 phút là bật qua coi, cái riết mình không có làm việc được đó. Nó ảnh hưởng cuộc sống nhiều. Vâng. Với đề tài ghiền game, thưa quý vị, ghiền game thì mình thấy là nó dây dưa chú. Cái thời độc thân đó, người ta cũng có gì làm, người ta cũng dễ chơi game, đúng không chú? Khi mà độc thân chơi game rồi, đến lúc mà có gia đình rồi, thì nó ghiền rồi, khó bỏ. Mình thấy nhiều người lấy nhầm một cái anh là hồi xưa anh ở nhà mình độc thân, anh có thể là đi lính hay là làm gì đó, rồi xong rồi chơi game dữ lắm. Mà thanh niên bây giờ chơi game nhiều lắm, thành ra Quỳnh Trang có con đừng cho chơi game. Em là ngày xưa giờ mà em dating với ai mà em thấy người đó có hơi hướng người ta thích chơi game chứ không phải là nghiện chơi game, là em chạy cao xa 8m50 chị. Không dám đến gần luôn á. Tại sao mà sợ vậy? Tại vì sợ là bây giờ họ mới quen mình mà họ đã thích chơi game như vậy rồi, mà về với mình nữa, nghĩa là thời gian họ không có dành cho mình, không có dành cho gia đình. Nên thôi, nên từ đầu chia tay sớm bắt đầu khổ. Không, ông nào cũng có một cái ghiền hết đó Quỳnh Trang. Không thấy mà ông nào mà thoát khỏi một cái ghiền. Không có ghiền cái này thì ghiền cái kia, phải không chú cơ? Không, tôi đâu có ghiền cái gì đâu. Đó, chú cơ có ghiền gì đâu chị. Chú cơ chỉ ghiền đi làm thôi. Đâu, ghiền đọc tin tức. Có nhiều người thì ghiền công việc, rất là mê làm việc, làm việc nhiều lắm. Họ say mê cái công việc, hoặc là họ ghiền đọc sách, họ ghiền đánh cờ, họ ghiền làm vườn, họ ghiền. Có mỗi người một có một cái mà họ bỏ thời gian rất nhiều trong cái chuyện đó. Có những người ghiền bonsai, suốt ngày mình có một cái người anh họ coi như là ghiền bonsai kinh khủng luôn. Suốt ngày là cứ ở ngoài vườn chăm sóc bonsai, bà vợ cũng không có chịu. Vợ rất là khó chịu luôn. Tại vì có bao nhiêu tiền á, là đi sưu tầm mấy cái bonsai về, sưu tầm mua mắc tiền quá, về thì phải chăm sóc. Phải chăm sóc cẩn thận lắm. Thành thử ra vợ cũng không có chịu. Thấy là phụ nữ mình không có ghiền gì á. Không, ghiền shopping thôi chị. Nhẹ nhàng chú cơ. Shopping mà nhẹ nhàng gì? Hết tiền hết rồi. Chú rằng chú cơ bữa nay nghiến luôn á, hết tiền hết bạc luôn á. 713-931-1560 mời quý vị tiếp tục gọi vào. Ngoài cái chuyện mà chơi game ở trong gia đình có chồng có vợ rồi, thì cái chuyện mà chơi game cũng rất là có hại khi mà còn đi học nữa. Dạ, đúng. Thành thử ra mà cái thời buổi này á, mà các cháu mình á, mà có cái computer riêng,
có cái iPad hay là cái iPhone mà các cháu mà cắm đầu vô trong cái đó rồi đó là cũng nguy hiểm. Nguy hiểm. Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, tắt giùm từng mình cái TV hoặc cái radio nha. Dạ. Nghe được chưa ạ? Chắc là đành phải chia tay với thính giả. Thường này là cái TV nó chạy sau mình tới cả mấy giây lần đó. Sao nhiều khi cả 15, 16 giây thành ra mình nói đó mình thấy chưa thấy người kia trả lời, nhưng mà thực sự ra họ đã trả lời rồi mà mình lâu không nghe. Lắm rồi thành đó. Ra mình cứ tưởng là không nói, mình yên lặng. Dạ. Dạ. Quý vị khi gọi vào thì làm ơn tắt giùm cái TV. Tắt dạ. Cái TV giùm. Bị ám ảnh rồi, chưa chơi game mà bị ám ảnh. Mời một thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, dạ. Thưa chị đúng rồi. À, tôi phải không ạ? Dạ, dạ vâng. Đúng rồi ạ. Vâng, tôi xin chào các vị trên đài. Dạ, chào cô. Hôm nay các vị đang nói về cái vấn đề nghiện chơi game phải không ạ? Dạ, dạ, dạ vâng. Dạ. Thì khi mình dùng cái chữ game có nghĩa là nó có vẻ như là đúng cái nghĩa của nó là có vẻ là nghiện cờ bạc đấy, đúng không? Dạ không, nó, nghiện, nghiện không, game điện tử chị. Đó. Nghiện game điện mấy tử cái đó. Game điện tử đấy nó vâng, hay vâng, lắm. Dạ vâng. Vâng. Một cái trò chơi thôi. Vâng. Nhưng mà có lý luận, à, vâng, có suy đoán. Dạ. Vâng. À, chơi cờ bạc cũng phải cần suy đoán. Dạ đúng rồi. Không dư ý cũng là một loại vâng, cờ bạc nhưng mà nó khác. Dạ. Vâng. Vâng. Thế thế này, khi mà mình dùng cái chữ nghiện á, có nghĩa là không tốt rồi. Nghiện về bất cứ cái gì nó cũng có hại cả. Dạ đúng nó rồi. Cho bản thân mình trước, rồi sau đó là nó hại cho cả một cái gia đình của mình, tan nát cả một cái gia đình nhá. Dạ vâng. Thì tôi xin thưa như thế này, tôi xin kể một, tôi rất có nhiều câu chuyện mà tôi thấy được ở ngoài đời. Không có, trong gia đình tôi thì chả có ai nghiện bất cứ cái gì cả. Tôi rất là may mắn là được sinh ra trong một gia đình là bố mẹ tôi không có ai mà nghiện bất cứ cái gì nhá. Thì tôi thấy có một cái gia đình, một trong những gia đình mà tôi thấy được nhá, là giống như anh Cơ á, là của người trước năm 1975 thì anh biết ở Sài Gòn á, thì anh biết là cái con đường Hai Bà Trưng á là nó rất là nổi tiếng nhá. Phần đông là những gia đình giàu có ở ngay cái đường Hai Bà Trưng, nhà mặt tiền nhá. Dạ vâng. Trước trái nghĩa địa Mặt Đình Chi. Dạ. Thì tôi biết rất, vâng, tôi rất biết rõ có một cái gia đình như thế này, nhà mà ở ngoài mặt tiền mà lại có hai căn nhà như thế nhá. Rất gần với cái nhà thờ Tân Định, rất là giàu có, giàu kinh khủng lắm, mà cái gia đình ấy vậy vô phước lại có một bà mẹ nghiện cờ bạc. Ngày xưa đó, nghiện cờ bạc phần đông á, cờ bạc là chơi cái tứ sắc nhá, nhất là người miền Nam là hay chơi tứ sắc. Bà nghiện đến cái độ mà bà lập sòng bài ở trong nhà luôn, mà ông gặp ông chồng thì lại như ngược, ông hiền đến cái độ mà ông như ngược không can ngăn được bà, đến nỗi mà bà lấn lướt ông, bà có cái quyền hạn lập sòng bài như vậy tại nhà, không phải là lập sòng bài để mà lấy tiền sâu, bà giàu bà không có cần như thế, nhưng mà bà lập sòng bài để bà có mặt tại nhà để bà chơi đến lúc mà cái nói mệt mỏi bao nhiêu bà vẫn chơi như thường. Cái nỗi mà có bầu đẻ 9-10 đứa con, đến nỗi mà đẻ xong rồi là ngồi dậy ngồi tiếp tục đánh bài. Anh biết không, đến cái lúc mà đương nhiên rồi, nghiện cái kiểu đó là tất nhiên là bà phá sản luôn, coi như là nhà mà hai căn nhà là người ta phải tất xiết nợ luôn, rất khủng khiếp như vậy. Đi đến dạ, cái vấn đề là con ăn. Dạ cô ơi, mình nói về nghiện bài thì nó hơi không có đúng. Trong cái chương trình ngày hôm nay biết là nghiện bài thì tán gia bại sản rồi, cờ bạc là bát thành bần, nhưng mà bây giờ nó có một cái nghiện mới trong cái thời đại mới bây giờ, đó là những cái game điện tử. Thưa cô, mình chú trọng vô chuyện cái nghiện game điện tử nha cô nha. Dạ, vâng. Cảm ơn cô về cái câu chuyện vừa rồi. Dạ. Vâng, vâng. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, dạ xin cô mời một giải tiếp theo. Dạ, nhờ quý vị tắt giùm cái TV và cái radio. Dạ. Hello. Dạ. Chào anh, đúng rồi.
À, chào mấy anh mấy chị. Tôi có ý kiến riêng của tôi thôi. Tôi thấy là tại sao mình phải nghiện ba cái game, ba cái gì đó. Tôi nói ăn thua do mình thôi chứ. Tôi thấy ăn thua là ý chí của mình thôi chứ. Dạ. Thưa anh, là đời sợ thượng đế sinh ra mà. Mọi người mỗi khác thưa anh. Đúng rồi, dạ. Dạ. Người này nghiện người kia, có nhiều người nghiện game, có nhiều người nghiện đi săn, có nhiều người nghiện football. Dạ, mỗi người một thứ anh. Dạ. Dạ. Cái, nhưng mà bây giờ anh nói, bây giờ chú Cơ nói như vậy, bây giờ hỏi chú Cơ này, bây giờ thấy cái thằng Ke đi trước mà than vàng ma dại, thịt không có, tiền không, nhà cửa không có, homeless mà. Đó. Đó, mà tại sao kia mà cứ đâm đầu vô nghiện ma mày em bà. Thưa anh, ngày xưa người ta có câu là trước mặt ma. Dạ thưa anh, có người có câu là chưa thấy quan tài chưa nhọ lệ mà. Mà thấy con tài đâu cũng nhọ lề luôn, không nhọ lề nổi. Bây giờ là cái game này, bây giờ nói về game. Cái game bây giờ anh có vợ có con đi, bây giờ bất cứ anh là chị nào cũng vậy, cứ về lo thì không lo cái thay ấm gia đình mà cứ lo cái game thôi. Mà dĩ nhiên là lúc đó thì phát sinh ra từ từ thì gia đình là lục đục từ từ là đi tới đâu, dẫn ra mà có house thôi, có gì đâu. Mình biết cái này trong mình không lường lại. Dạ biết, nhưng mà ngừng lại không được thì sao anh? Thì thôi bây giờ sao, bây giờ nếu mà quá nghiện nữa thì ok rồi, hết thuốc chữa rồi cho đi cho rồi chứ còn đây nữa mà nói. Bỏ bê công ăn việc làm, bỏ bê gia đình thì bỏ tất cả thì thôi chứ còn cái gì nữa mà nói. Dạ. Đúng không? Dạ, người đó là coi như là mấy người đó là không có nghĩ tới cái mái ấm gia đình trước. Rồi, cái này nhà nhiều nhà cháy lắm. Cá nhân của mình không à? Không? Vâng thưa anh, đúng như vậy, nhưng mà dạ thì bởi vậy cho nên đi học tốn đi học. Thưa anh, bởi vậy cho nên mới muốn là nói chuyện với mọi người để mà coi thử rằng là có cái cách nào, hoặc là đôi lúc thì ví dụ những cái vấn đề mình biết rõ đó thì mình đâm ra mình có một cái lối thoát, hoặc là có một cách giải quyết nào đó. Tại vì mình anh là cái người control được. Anh đứng ở ngoài, anh chưa có bước chân vào cái thế giới game, thành ra người đứng ở ngoài á nói nó easy. Dễ lắm. Nhưng mình mà cái người đã bước chân vô trong cái thế giới đó rồi nó có sự tôi á, bất cứ một cái gì tôi cũng biết hết đó, tôi cũng trải qua hết, nhưng mà mình thử cho biết thôi, nhưng mà mình thấy không có lợi. Tại vì anh thì là cái người ý chí anh mạnh. Dạ, giống như chị Tường Minh nói là anh có thể control được anh đó. Dạ thì anh control được anh, thành ra anh tốt. Dạ, nhưng đối với những người họ không có control được, họ bước vào một cái thế giới game như vậy, họ rất là excited, rất là vui, rất là nhưng mà mình nói cho chị Tường Minh nghe là cái gì nó cũng có lợi, cái gì có hại, nhưng mà ok mình thấy cái game ra nó không có hại cho ai hết. Cái không Facebook cũng vậy. Đó, cái Facebook cũng không có hại, tại vì mình làm nó hại chứ mà nó không có làm mình hại. Đúng. Đúng, tại vì mình đam mê nó quá. Dạ. Dạ. Cũng như là gái đâu có hại đâu, mình đam mê quá là có hại thôi. Cái giải trí thôi. Giải trí cho con người ta ok, là ví dụ trong một ngày làm rồi người ta muốn có một cái giải stress. Ok, và người ta chơi game chút xíu nửa tiếng thôi, ok rồi, công việc mình, gia đình là mình, có mấy ấm mình là dĩ nhiên là mình phải lo, đó, mình phải bỏ thời gian ra, chứ không thể nào mà nói là chơi game rồi, nói là game rồi tôi bị cấm võ, không ai cấm võ ai hết, ai cũng có cái sự hiểu biết, đó, chứ không ai cấm võ ai, đừng có đổ lỗi rồi, game rồi, Facebook rồi, bạn bè này, nó làm mình hư đó, tôi không tin chuyện, nhà tôi ngủ quỷ, năm thằng con trai, mà không bắt nào hư nào hết, thấy không? Tại sao? À, mà xứ bên này nữa thì coi như xứ tự do nữa, mà không có ai gì hết. Đó. Thì anh chị nghĩ sao? Tôi nghĩ ăn thua cho ý chí của mình. À, đừng có đổ cho là xã hội rồi đổ cho là nhà mà nó ok anh nó hơi rồi, đổ lỗi không? Không có ai đổ lỗi cho ai hết anh. Dạ, anh control được thì cái đó good cho anh. Còn có những người không control được thì bây giờ làm sao? Cái đó là cái mình muốn nói. Mời một khán giả tiếp theo. Hello. Dạ. Ta đây là vua sợ vợ. Dạ, vua sợ vợ. Dạ. Okay. Vua sợ vợ gọi từ đâu vậy ạ? Gọi từ nhà, có vợ ngồi bên cạnh. Ông không có vua sợ vợ đó, phải thường thử là có bổn phận là phải làm cho mấy cô đẹp chứ không? Muốn nghe không? Bổn phận làm cho mấy cô đẹp hả? Anh ta phải nói vô vấn đề hiện nay đi. Dạ. Okay. Game okay, you are so beautiful. When your mouth is closed, you are more beautiful when you are not whining.
nghe được không? Nghe được, dạ, được quá luôn. Dạ sao anh không vô gì đó trung tâm ca nhạc hát luôn anh? Dạ hay quá. chú vô sợ nhận là nghiện hát nè. Ở đời này mà không làm cho mấy nhạc đó là mấy ông chết hết đúng không? À không. Anh nghiện hát phải không? Hả? Có gì không? Không, không có nghiện game nhưng mà nghiện hát hả? Hả? Phải thấy bọn những cơ đó ngồi dưới hai người đẹp mà không còn sợ tóc nào thôi trời đó. Thì tưởng là cứ gợi vô để bà phạm cơ làm cho mấy người đẹp cho tóc có mọc ra phải không? Cảm ơn cảm chú. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dạ, rồi thôi bye nha. Dạ, mời một thính giả tiếp theo. Oh, hello. Dạ. Dạ, chào chú. Dạ ba người trên đài chú cơ. Dạ vâng. Cái anh hồi nãy nói em nghe không có rõ. Anh nói là anh từng trôi được 5 đứa con trai anh. Là tại vì anh chưa có vào hoàn cảnh. Anh không có hiểu cái người bà bị lâm vào cái hoàn cảnh chơi rèm. Dạ, mời chị nói chuyện. Dạ. Anh nói được cái là anh từng trôi được. Còn những người không từng trôi được thì sao? Tại vì anh quá tốt. Anh được 5 đứa con trai anh không có gì. Còn những người ta họ vào những đứa giống như con em. Rất là ngoan từ nhỏ tới lớn. Đến đi học 18 tuổi dẫn gặp người lớn dặn phanh tay. Khi chơi rem rồi là bây giờ nó thay đổi tính tình chưa? Em buồn lắm bé đâu. Cảm xúc em buồn lắm. Hai chồng em, ông xã em không uống rượu nè, không hút thuốc nè, không tờ bạc nè. Những cái gương mẫu của gia đình tụi em liền đều cho con em hết. Nhưng mà bây giờ dụ vô chơi rem thì biết không, đi ban đêm nó chơi tới mấy giờ sáng. Em phải khức với nó luôn á. Wow. Tại sao con không ngủ để đi học? Tại vì người không vào hoàn cảnh họ nó hay lắm chị. Dạ. Khi hoàn cảnh nó mới biết cái tâm tư của người, những người mà mê chơi game. Dạ. Con em thì rất là ngoan, từ nhỏ lớn ai cũng khen. Em không bao giờ, em rất là hãnh diện con em. Nhưng mà giờ khi mà chơi game giờ bắt đầu nó ưa ngạnh lại. Ừ. Nó vô game rồi nó không còn biết cái gì hết á. Dạ. Bây giờ có cách nào không chị? Dạ. Thì bởi vậy em giờ đang buồn, hai ông giờ chồng em buồn quá. Cứ mỗi lần nó chơi đêm, ban đêm con em, hai cha nó phải thức và phải khuyên là bây giờ con phải những ngày nào mẹ cho, nhưng mà với điều kiện là con khi ngày nào tụi con không đi học, đúng không? Con đi học là con chơi gì sức đâu để con học. Ừ. Hai chồng em biết không lo khuyên được, dạ, dạ mẹ, con chơi một tí. Biết em phải thức suốt cho nó luôn đó chị. Dạ, cháu năm nay mấy tuổi rồi chị? Năm nay là bé nó, năm nay là 20 tuổi đó chị. Ừ, dạ. Cái tuổi đó mới là khó. Dạ. 6 tháng là mình chơi rem khi bằng 2-3 đứa chơi chung với nhau á. Dạ. À, mình không có giới hạn giờ cô cháu chơi được hay sao chị? Bởi vì nó chơi giờ em với ông xã em thấy nó vẫn đi học, vẫn bình thường, học đàng hoàng. Thành ra em với ông xã em cũng giảm, nhưng mà khi mà chơi nhiều đêm nó chơi như thứ 6, thứ 7, thứ 10 nó không học thì ok, em cho. Nhưng mà nó cũng ngủ chị biết không, nhưng mà nó chơi xuống vậy á. Trời ơi, em buồn lắm chị Hồng Minh. Hồi đó thì không bao giờ, nó rất là ngoan, rất là hiếu thảo, biết người lớn nhỏ, không vi phạm mà có điều gì. Em với ông xã em, dạ, không phạm một cái gì. Bướng vô ghe mà cái, dạ, thay đổi. Hy vọng là chị Kìa tìm ra được giải pháp và để chia sẻ với mọi người xem cách nào có thể gỡ cháu ra được khỏi những cái game như vậy. Tại vì nó thành ra một cái đà, sau này khi mà lập gia đình rồi nó cũng còn đi theo nữa. Dạ, thành ra và bây giờ là cũng đã thay đổi tính tình rồi đó chị Thông Minh. Chị biết cái bạn gái nó là mấy lần là muốn về với nó luôn á. Có bạn gái với bạn gái đó. Chơi game có bạn gái chạy luôn. Dạ. Dạ, ai cũng dạy vào đó, giống như là tứ đổ tường trong cái người đàn ông rồi. Anh kia anh nói là em không đồng ý. Dạ. Đúng không? Là cái đó là anh từng trô được. Dạ. Bởi vì không có rem thì làm sao mấy đứa bé nó chơi. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Chả tỉ như không vô sòng bài làm sao mà không có bài bạc thì làm sao người ta chơi được. Dạ. Dạ. Anh nói được theo cái lý của ảnh. Dạ. Em cái lý thì dễ lắm nhưng mà dạ. Rồi vô hoàn cảnh thực tế. Dạ. Thực tế thì nó khác. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Lấy cuộc sống. Dạ. Dạ. Chào anh chị. Dạ. Hy vọng là chị sẽ tìm ra giải pháp nhé. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ, dạ, xin chào. Mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ, chúng tôi không nghe được. Rất tiếc là thời lượng của chương trình cũng sắp hết rồi. Mời một khán giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ. Hello. Dạ. Mời anh.
Dạ, có phải mình không ạ? Dạ, dạ đúng rồi ạ. À, mình là Toàn đây. Dạ, xin chào tất cả mọi người và toàn thể các khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Dạ, dạ, chào chú Toàn. Ừ, gọi anh được rồi, mình già dạ. lắm đâu. À, dạ, anh Toàn, dạ. Thì mình nói tóm lại đó là cái nghiện ngập đó, bao gồm trong đó có game nữa. Nó là một cái vấn nạn của xã hội và gia đình. Bất kỳ các loại nghiện ngập nào cũng vậy cả. Đó, bao gồm cả game. Vì sự nghiện ngập nó đem đến tai hại không những về tiền bạc, tài chính, kinh tế, sức khỏe, thời gian và cả hạnh phúc gia đình nữa. Yeah. Thành ra là nói chung nó là một cái vấn nạn. Thì con người ta đó hầu hết đều có mê say một cái một hoặc vài điều gì đó. Yeah. Ai cũng có cả. Uh-huh. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là cái mức độ mê say. Yeah. Khác nhau là ở chỗ đó. Như mình nè, mình rất là mê say về vấn đề tin tức chính trị. Nhưng mà mình có cái mức độ của mình hiểu được là mình có đam mê đến mức độ mình bỏ quên gia đình hay không. Những lúc nào mình sử dụng cái thời gian của mình một cách đúng đắn, mình có cái thời gian rảnh rỗi để mà mình làm, thì cái chuyện nó không thành vấn đề. Nhưng mà mình phải hoàn thành được cái công ăn việc làm của mình. Yeah. Mình đem tiền về cho gia đình để mà nuôi nấng gia đình. Yeah. Mình phải có cái thời gian cho vợ, cho con của mình. Dạ. Yeah. Chú có chơi game không chú? Mình phải có. Mình không có chơi game. À, vậy hả? Vậy chú vẫn còn dễ nói rồi. Mình đang muốn nghe là cái anh nào mà chơi game nè. Anh nói là cái tâm sự của người chơi game. Mà rất là tiếc là chương trình từ hồi đầu tới giờ không có anh nào chơi game gọi vô. Còn anh à. Ờ. Có anh bị vợ la gọi thôi. Thì hồi bé mình mê game lắm. Mình mê game lắm chứ không phải là không. Nhưng mà thực sự thì mình biết ai cũng có một cái mê đam mê nào đó. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là cái mức độ chị. Ừ. Mình mê mà đi đến mức độ mà nó đã đến quá cái mức độ rồi đấy. Dạ. Thì nó gọi là nghiện ngập. Dạ. Nó gọi là nghiện ngập rồi thì cái đó nguy hiểm quá. Thành ra trước khi lập gia đình á, mình phải tìm hiểu cho thật kỹ. Nếu mà người bạn đời tương lai của mình vướng vào một trong những cái nghiện ngập nào đó, bất kỳ nghiện ngập nào, thì là điều đó mình phải xem rồi. Lại mình phải xem lại rồi you go hả sugar me go hả chú và, đúng rồi cảm ơn chú đã lập gia đình rồi thì khổ lắm. Dạ dạ thôi đến đây thì sướng chứ sao khổ được. Dạ nói dạ đến đây thì chương trình hết rồi chú ơi. Dạ hết thời lượng hết rồi anh Toàn ơi. Cho nên chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến anh Toàn cũng như là tất cả quý thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Cảm ơn Quỳnh Trang với chú Cơ. Đề tài ngày hôm nay thì thật sự chắc không ai mà gọi vô để nói là lại ông tôi ở buổi này ha. Tôi là người chơi game không? Không, hết chương trình này xong là rất nhiều nhà cháy nha chị. Từng nhà cháy, nhà cháy. Anh chơi game là anh không có thương tôi. Dạ rồi, tôi cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Good morning sunshine. When I see us, rayito del sol.